Dạ hello, xin chào tất cả các anh chị. Xe 100 máy lại về tới công ty của em rồi đây. Đây là chiếc Captiva nha các anh chị nha, đời 207 số sàn. Xe này theo em thấy là anh chủ ảnh giữ xe cũng rất là kỹ ha các anh chị ha. Đời 207 số sàn nha các anh chị. Captiva thì nếu mà biết thì cái dòng xe này hiện tại là hãng nó không còn ở Việt Nam nữa, nhưng mà mình vẫn có thể thay thế phụ tùng vào hãng VinFast hoặc là các gara ra ngoài đều có nha các anh chị nha. Xe thì đời 2007 nhưng mà cái chất xe còn rất là đẹp á các anh chị, còn rất là đẹp, em thấy còn rất là bóng loáng luôn ha. Ngoài ra thì sơn cái đời này thì chắc chắn là sẽ có giảm vá lại rồi đó, nhưng mà anh chủ này ảnh giữ xe cũng kỹ cho nên là em thấy nước sơn nó còn rất là đều màu, rất là đẹp á các anh chị. Đang em quay bốn cái bánh mâm cho các anh chị xem nè, hầu như là không chảy xước nhiều. Cái này đã bị lóc rồi, để em qua em mở cái lóc. Rồi, đây ha, xe thì được trang bị sẵn cho mình là ghế da luôn nha các anh chị nha. Trang bị sẵn cho mình là ghế da, cái dàn nhựa trong xe nó còn rất là sạch và đẹp luôn các anh chị. Đây, em sẽ gập cái ghế này xuống cho các anh chị, đây hàng ghế hàng thứ ba nha. Gập ghế này xuống các anh chị, có nghĩa là phía sau này mình có thể đựng rất là nhiều đồ. Vali nếu mà mình đi chỉ có 5 người, có thể trải một cái phía nệm phía sau nằm luôn cũng được. Ô tô xe này chạy được 124.000 km ha. Thì các anh chị nhìn cái phần da ở phía sau này thì em thấy là cái anh, hình như anh chủ này anh ít, nói chung là đi gia đình nhưng mà hình như là ít người ngồi phía sau, cho nên cái hàng ghế phía sau còn rất là đẹp các anh chị. Đây là cái dàn nhựa lông các anh chị nhìn nè, rất là sạch sẽ. Xe này ghế chỉnh điện luôn nha các anh chị nha. Còn phần trước này thì có ảnh chắc là sử dụng thường xuyên nè, cho nên là cái phần ghế của ghế tài thì không được đẹp lắm đó. Cho nên cái này em nói rõ với các anh chị nha. Và xe không kinh doanh dịch vụ gì hết nha các anh chị nha. Xe này không kinh doanh dịch vụ. Máy xăng nha các anh chị nha. Lưu ý giùm em, xe máy xăng bản 2.4 ha. Với cái giá chỉ khoảng 100 mấy chục triệu thôi. Đó, 100 mấy chục triệu thì mình sẽ có một chiếc xe là chở gia đình mình. Đó, xe cũng được trang bị là camera hành trình. Đó, trước camera xe có phía sau luôn nha. Và có tích hợp việc mát cho mình luôn nha các anh chị nha. Xe thì cam kết là không đâm đụng ngập nước nha các anh chị nha. Các anh chị có thợ thầy thì mình cứ lên xem xe là sẽ biết ha. Còn đây là cái phần khoang máy của xe nè. Khoang máy của xe thì em cũng quay sơ cho các anh chị xem. Xe chưa hạ máy, chưa làm máy nha các anh chị. Chưa làm máy, chưa hạ máy. Cho nên là các anh chị cứ yên tâm, cứ yên tâm về chất lượng xe bên em. Tại vì khi những chiếc xe mình được trưng bày trên showroom của bên em thì đều được kiểm tra rất là kỹ, rất là chặt chẽ. Cho nên là các anh chị nào đen thì một chiếc xe giá chỉ khoảng 100 mấy hơn thôi thì có thể cân nhắc chiếc Captiva này nha các anh chị nha. Có thể cân nhắc chiếc Captiva này. Đây cái phần dàn gầm không rỉ sét không gì nha các anh chị, nhìn rất là đẹp đó. Với cái giá khoảng 100 mấy thôi, đời 207 số sàn. Máy xăng các anh chị lưu ý giùm em, xe máy xăng nha. Rồi, các anh chị nào cần tư vấn thêm thì cứ alo và liên hệ với em Huyền nha, để em có thể tư vấn cho mình nha. Dạ rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ạ.